bị 500 anh em trâu rừng truy đuổi, sư tử leo lên cây lánh nạn. Hai con sư tử đang có màn đụng độ với đàn trâu rừng tại khu bảo tồn quốc gia Malamala, Nam Phi. Thay vì hoảng sợ trước kẻ đi săn, đàn trâu rừng lại lao đến truy đuổi sư tử. Đúng chất tôi yếu nhưng anh em tôi đông. Thấy đàn trâu rừng đang giận dữ, hai con sư tử lập tức bỏ chạy, thân con nào con đấy lo. Một con sư tử trưởng thành đã chọn giải pháp là nhảy lên một thân cây ở gần đó để lánh nạn. Nhưng đen cho sư tử là thân cây này có tán quá thấp nên con sư tử trông như đang mắc kẹt giữa hàng trăm con trâu rừng. Sau một hồi vây hãm nhưng không đạt được kết quả, mỏi chân, đàn trâu bắt đầu tản ra và trở nên phân tâm. Nhân cơ hội này, con sư tử bị mắc kẹt đã nhanh chân nhảy xuống đất và chạy về phía đàn của nó một cách an toàn. Đúng là chuyện lạ, thợ săn có ngày lại trở thành con mồi.